Tên của ông là Nguyễn Văn Bảy, là phi công lừng lẫy một thời. Làm thằng Mỹ muốn đánh miền Bắc mà cứ hễ gặp là chúng nó rơi. Ông sinh ngày mùng 2 tháng 2 năm 1936 nhưng mà tiếc thay, ông đã không còn ở trên đời. Phi công Nguyễn Văn Bảy, tên khai sinh là Nguyễn Văn Hoa, là một phi công anh dũng như lời bài hát tiến quân ca. Là anh hùng lực lượng vũ trang Việt Nam với cấp bậc đại tá. Tôi sẽ kể giai thoại hào hùng đi vào lịch sử ông đã trải qua. Ông là con thứ ba trong gia đình ở tỉnh Đồng Tháp, trốn cưới vợ vào bộ đội sẵn sàng lên đường giải phóng miền Nam. Ông chỉ học mới hết lớp 3 nhưng trong tim thừa cái lòng dũng cảm. Ông ước mong được lái máy bay đối đầu thằng Mỹ bảo vệ xóm làng. 94 lần xuất kích, ông đã bắn hạ 7 máy bay. Ông chỉ lái chiếc MiG-17 nhưng cứ đến đây tao tiếp chúng mày. Nào là P-4C, F-105 cũng phải bốc cháy. Vài chiếc rơi ở đất Việt chỉ có vài chiếc nằm lại đất Hà Tây. 17 tuổi trốn đi bộ đội, miền Bắc đây nơi cơ hội lập công. Con thứ 7 người dân lao động, với dáng cao khỏe mạnh thành đồng. Được chọn học phi công cấp tốc, vì nhà nghèo đâu qua lớp học. Cấp tốc 7 ngày đã qua, nhớ đinh ninh lời bác dạy thiết tha. Học lái máy bay để giải phóng quê nhà và chở bác vào thăm Việt Nam giải phóng. Đất nước ta trời cao biển rộng, cánh em trao sao động đất trời. Đã 7 lần bắn máy bay rơi, nhìn nó cháy ông kịp thời bay liệm. Ông thành công một đời binh nghiệp, đuổi đi rồi bọn lính ngoại bang. Người anh hùng lực lượng Việt Nam, khiến cho quân thủ kia khiếp sợ. Giữ bầu trời không còn giặc Mỹ, để yên bình cho các em thơ. Quyết xông pha vào trong lửa đạn anh hùng hôm nay chúng ta phải nhớ. Ông nổi danh khắp miền Nam Bắc, Việt Nam tự tin phất lên ngọn cờ. Ngày hôm nay yên bình, nhưng trong quá khứ đầy thương đau. Thằng Mỹ non ném bom dội lên đầu, trong hầm đứa trẻ vẫn nắm tay nhau. Ông vẫn oai hùng mà chiến đấu, bắt bao phi công Mỹ phải cúi đầu. Chiếc MiG-17 năm xưa ghi dấu người anh hùng đó chẳng lẫn đi đâu. Tháng 6 năm 1965, lần đầu tiên mà ông cất cánh. Máy bay dù bị trúng tên lửa, 82 vết đạn bắn thủng tanh bành. Những tiếng rít, tiếng nổ, tiếng bom, máy bay địch vụt qua sắc lạnh. Nhưng ông vẫn trở về nguyên vẹn, làm cho chúng nó sợ mặt tái xanh. Trận Võ Nhai, Việt Chỉ, Đức Giang, rồi Nam Hà, Chí Linh, Kiến An. Đất Hải Phòng một chiếc F-8 bị ông 7 lái MiG bắn tan. Bọn lính Mỹ vẫn còn đang ngơ ngác, không ngờ được vào sức mạnh Việt Nam. Phải nể phục người con Đồng Tháp, cúi đầu ngả mũ chiếc còng phải mang. 17 tuổi trốn đi bộ đội, miền Bắc đây nơi cơ hội lập công. Con thứ 7 người dân lao động, với dáng cao khỏe mạnh thành đồng. Được chọn học phi công cấp tốc, vì nhà nghèo đâu qua lớp học. Cấp tốc 7 ngày đã qua, nhớ đinh ninh lời bác dạy thiết tha. Học lái máy bay để giải phóng quê nhà và chở bác vào thăm miền Nam giải phóng. Đất nước ta trời cao biển rộng, cánh em trao sao động đất trời. Đã 7 lần bắn máy bay rơi, nhìn nó cháy ông kịp thời bay liệm. Ông thành công một đời binh nghiệp, đuổi đi rồi bọn lính ngoại bang.